ngữ thiện nhân sự Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đỡ văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, những tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con kính tri ân tình tạ minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Pali Pháp Cú phẩm song đối kệ số 11 và 12. Duyên sự, hai bài kệ Pháp Cú số 11 và 12 này được Đức Phật thuyết khi Ngài trú ngụ tại Quỳnh Lũ Vạch Quân Á, gần thành Ra Chắc Há. Do câu chuyện của ngoại đạo sư Sanh Chay cố chấp không nhận ra hư thực, đã bỏ lỡ cơ hội. Hai vị thượng thủ sinh văn của Đức Phật là tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana được Đức Phật xác nhận vị trí thượng thủ sinh văn Akkasavaka tại Vilubana thành Rajagaha. Hai vị đã kể lại chuyện thầy cũ của mình là ngoại đạo sư Sanchaya. Tôn giả Sariputta trước khi xuất gia theo Đức Phật là du sĩ Ubatissa và tôn giả Mahamoggallana là du sĩ Kolita. Cả hai cùng theo trường phái Sanchaya, nhận thấy giáo thuyết này không phải là đạo lộ bất tử, nên hai người đã rời bỏ để tìm chân lý. Một ngày kia, du sĩ Ubatissa gặp được trưởng lão Asachi, đệ tử Đức Phật, khai thị một bài kệ hàm súc giáo pháp. Vị du sĩ đã đắc quả dự lưu. Du sĩ Ubatissa tìm đến bạn cũ là du sĩ Kolita để chia sẻ hương vị chánh pháp, và vị ấy cũng lãnh hội đắc sơ quả. Cả hai quyết định xuất gia về với Đức Phật. Trên đường đi đến quê lũ của anh ạ, hai huynh đệ ghé qua trú xứ của ngoại đạo sư Sanchaya. Thấy hai đồ đệ ưu tú trở về, Sanchaya mừng thầm. Nhưng khi nghe họ nói đã tìm được con đường bất tử, Phật xuất hiện trong đời. Thầy hãy cùng chúng tôi đi theo giáo pháp Phật Đà, chớ có lang thang trên con đường hư ảo giả tưởng nữa. Ngoại đạo sư Sanchaya nghe nói thế, tạc ngang. Các người có đi thì đi, riêng ta không đi được, bởi hiện tại ta là vị đạo sư của một giáo phái, sao lại phải hạ mình làm đệ tử Sa môn Gotama? Thưa thầy, thầy đừng cố chấp như thế. Các người nghĩ xem, trong đời người trí nhiều hay kẻ ngu nhiều? Thưa thầy, người trí trong đời rất ít, kẻ ngu thì rất nhiều. Vậy hãy để người trí đi theo Sa môn Gotama, còn những người ngu thì hãy để ta dẫn dắt. Thuyết phục thầy Sanchaya không được, bèn cáo biệt và dẫn theo nửa hội chúng du sĩ chịu đi theo Đức Phật. Đức Thế Tôn nghe hai vị thượng thủ sinh văn kể lại chuyện ngoại đạo Sanchaya xong, Ngài rằng Sanchaya có quan điểm sai lạc, nên đã đánh mất cơ hội chứng ngộ chân lý.
Rồi Đức Phật nói lên hai bài kệ Pháp Cú 11 và 12. Chánh văn: Asare Saramatino Sare Cha Saradassino Te Sarang Narigachanti Nacha Sankapago Chakra Sarancha Sarato Natua Asarancha Asarato Te Sarang Arigachanti Sama Sankapago Chakra. Thích văn: Asare, định sở cách số ít của tính từ hợp thể Asara, do từ na cộng sara, nghĩa là không phải cốt lõi, không phải thực chân. Saramatino, chủ cách số nhiều của danh từ hợp thể Saramati, do từ sara cộng mati, người nghĩ là điều chân thực, cho là điều thực chất. Sare, định sở cách số ít của danh từ nam tính Sara, nghĩa là cốt lõi, thực chất, điều chân thực. Cha Saradassino, hợp âm cha, Asaradassino. Asaradassino, chủ cách số nhiều của danh từ hợp thể Asaradassi, do từ Asara cộng Dassi, nghĩa là người, thấy là điều phi chân thực, thấy là điều không phải. T, chủ có số nhiều của chỉ thị đại từ tắc, chúng nó, những người ấy, họ. Sa rằng, đối có số ít của danh từ nam tính sa ra, cốt lõi, thực chất, điều chân thực. Na thi cách chân tị, hợp âm, na. A thi cách chân tị, na, phủ định từ, nghĩa là không, chẳng. Adhigacchanti thì hiện tại ngôi thứ ba, số nhiều của động từ adhigacchati, do từ adhi cộng căn gam cộng a, nghĩa là đạt đến, đắc được, chứng đạt. Vichha sankappago chakra, chủ có số nhiều của danh từ hợp thể vichha sankappago. Mitchha sankappago chakra, cho từ mitchha cộng sankappago cộng go chakra, nghĩa là những người có ý nghĩ sai lầm, người có tà tư duy. Sarancha, hợp âm sarancha. Sarang, đối cách số ít của danh từ nam tính sara, cốt lõi, thực chất, điều chân thực. Sarato, hình thức trạng từ do tiếp diễn ngữ to ghép sau danh từ sara, sara cộng to, thực chất, chính yếu. Natua, bất biến quá khứ phân từ của động từ cha na tiếp bằng cha nít toa, sau khi biết, sau khi hiểu. Asarancha, hợp âm asaran, Asa rằng cộng chắc. Asa rằng, đối cách số ít của danh từ hợp thể Asa ra, cho từ na cộng sa ra, điều không phải cốt lõi, điều không phải chân thực. Asa ra tô, hình thức trạng từ với tiếp vị ngữ tô Asa ra cộng tô, không thực chất, không chính yếu. Sama sankappago chakra, chủ cách số nhiều của danh từ hợp thể Sama sankappago chakra, do từ Sama cộng sankappago cộng go chakra, những người có suy nghĩ đúng đắn, người có chánh tư duy. Việt văn: Phi chân nghĩ chân thực, chân thực thấy phi chân, người suy nghĩ sai lạc không đạt được chân thực. Pháp Cú 11. Chân thực biết chân thực, phi chân phi chân, người suy nghĩ đúng đắn sẽ đạt được chân thực. Pháp Cú 12. Chuyển văn: Vichha sankappago chakra asare saramatino sare a sare cha
Asa radastino te sarang adhigacchanti. Những người có tư tưởng sai lệch đối với điều không thực nghĩ là thực, đối với điều thực lại thấy là không thực. Những người ấy không đạt được cái thực. Samma sankappo chakra sarancha saratto asarancha asaratto natva te sarang adhigacchanti. Những người có tư tưởng đúng đắn, biết rõ điều thực là thực, điều không thực là không thực, những người ấy sẽ đạt được cái thực. Lý giải. Từ sankappo chakra, do sankappo, tư duy, sự suy nghĩ, sự suy luận. Gochara, cảnh giới, hành xứ, lãnh vực, đồng cỏ, nơi trâu bò đi ăn. Như vậy, sankappo gochara có nghĩa là hệ tư tưởng, phạm trù tư duy, cách suy nghĩ. Vichha sankappo gochara là cách suy nghĩ sai lạc, tư tưởng trái chiều, như điều giả cho là thật, điều thật cho là giả. Đúng cho là sai, sai cho là đúng. Chân lý cho là phi chân lý, phi chân lý cho là chân lý. Samma sankappo gochara là cách suy nghĩ đúng đắn, tư tưởng thuận lý. Như điều giả biết là giả, điều thật biết là thật, điều sai biết là sai, điều đúng biết là đúng. Chân lý biết là chân lý, phi chân lý biết là phi chân lý, vân vân. Theo chú giải, Vichha sankappo gochara, tư tưởng sai lạc đây đồng nghĩa với Vichha dassana hay Vichha ditthi, tà kiến. Và Samma sankappo gochara, tư tưởng đúng đắn, đây đồng nghĩa với Samma dassana hay Samma ditthi, chánh kiến. Do đó, không nên nhầm Vichha sankappo gochara là tà tư duy, Vichha sankappo trong bát tà đạo. Không nên nhầm Samma sankappo gochara là chánh tư duy, Samma sankappo trong bát chánh đạo. Hai bài kệ pháp cú 11 và 12 này Đức Phật dạy có ý nghĩa thâm thúy. Người thiểu trí có tư tưởng sai thì phi đảo lộn, giả thế là thật, thật thế là giả. Đúng nghĩ sai, sai nghĩ là đúng. Người như vậy không thể đạt được tinh hoa sara của cuộc sống và tinh hoa của giáo pháp. Nói theo đời thường, tinh hoa của cuộc sống là kiến thức, nghề nghiệp và vinh hiển. Nói theo Phật pháp, tinh hoa của giáo pháp là giới sila sara, định samadhi sara, tuệ panya sara, giải thoát vimutti sara, tri kiến giải thoát vimutti jnana dassana sara, và tinh hoa chân lý là niết bàn nibbana paramattha sara. Chỉ có người trí nhận thức đúng đắn, suy nghĩ hợp lý, biết điều thực là thực, điều giả là giả, đúng là đúng, sai là sai, người như vậy mới đạt được tinh hoa của cuộc sống và tinh hoa của giáo pháp. Biên soạn giáo trình tùy theo tự sự. Sau đây con xin đọc bài tỉnh pháp sư. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo tan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con cung thỉnh hòa thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Một thời
Nam mô Tam Bà, Nam mô Sa Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng thượng tăng đệ tử Phật. Kính chào và thân giác đẳng cùng là chư tôn đức có mặt trong rừng. Kính chào tất cả quý tu đỡ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học Pali kệ Pháp Cú số 11 và số 12. Trong phẩm sân đối này chúng ta có 20 câu Pháp Cú, và đây cũng là câu số 11, số 12 của trong 20 câu. Và Tham Bát Bát Đá, 423 câu Pháp Cú thì hai câu này nó nằm ở câu 11, câu 12. Kính thưa quý vị, thường thì khi mà chúng ta đọc một câu Pháp Cú, nếu mà chúng ta đọc ngang hông, nhiều khi chúng ta không có hiểu hết cái ý nghĩa của đôi lúc, do chúng ta dựa theo từ ngữ ở trong cái bài kệ đó mà chúng ta giải nghĩa thì có thể là bị lệch. Nên ở đây chúng ta hãy cố gắng, trong mỗi một câu Pháp Cú đều có duyên sự. Duyên sự này tức là nói về cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết lên hai bài kệ đó, thuyết lên những bài kệ đó. Được chuyển duyên sự đó thì chúng ta mới có thể hiểu được Đức Phật đã thuyết bài kệ này có ý nghĩa như thế nào, nhắm đến mục đích gì. Bởi vì chúng ta đã biết rằng Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Ngài là bậc văn nghĩa cụ túc, cho nên không thể nào một cái câu chuyện xảy ra với cái ngữ cảnh đó mà lại Ngài lại thuyết một cách khác đi được. Chúng tôi nói trước cái điều này là bởi vì ở trong bài kệ hôm nay chúng ta có nhiều từ ngữ mà chúng ta phải cẩn thận. Rồi lại thêm nữa là ngay cả trong chú giải, khi mà giải thích cái vấn đề này trong cái bài kệ này, chúng tôi cũng không có được cho lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta dựa trên ngữ duyên sự thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây Đức Phật Ngài nói có trách, có tù. Và khi mà chúng ta trình bày ý nghĩa đó, thì chúng ta có thể trình bày ý nghĩa liên quan đến cái tích, xong rồi chúng ta mới nói đến những cái cần phải nói.
ở trong bài kệ hôm nay đó. Duy sự là vì cái câu chuyện của ngoại đạo sư Sanjaya. Tôn giả Sariputta và tôn giả Mokkallana để hợp lại với Đức Phật nghe trước khi đi đến với Đức Phật. Hai vị này đã từng là học trò của ngoại đạo sư Sanjaya. Và vì hai vị không tìm thấy được một cái đạo lộ bất tử trong giáo thuyết của Sanjaya, nên hai người bạn thân thiết này đã rời đi và mỗi người đi tìm cái chân lý. Giao ước với nhau, hễ ai đi tìm được cái chân lý trước, đạo lộ bất tử trước, thì hãy trở lại để dẫn dắt cho người kia cùng đi vào đạo lộ bất tử đó. Và nói về Du Sĩu Ba Tích Xá, vào một buổi sáng khi đi vào thành Rajagaha, tức là thành Vương Xá. Thành Vương Xá đây là kinh đô của xứ Magadha. Nước Magadha được trị vì bởi đức vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương, như chúng ta đã biết là một đệ tử của Đức Phật. Và khi mà Du Sĩu Ba Tích Xá đi vào trong thành, bất chợt nhìn thấy một vị sa môn đang đi khất thực với tướng mạo trang nghiêm, điềm tĩnh, phong thái thoát tục, không bị nhiễm sự đời, không bị nhiễm bụi trần, bởi vì với cái trí tuệ của một thanh niên Bà La Môn đã có học về Tam Thủy Đà, cho nên Du Sĩu Ba Tích Xá đã sớm nhận ra đây là bậc chân tu. Và Du Sĩu Ba Tích Xá đã bắt đầu đi theo sau lưng của vị sa môn đó. Vị sa môn này không ai khác hơn là tôn giả Asachi, một vị A-la-hán trong số năm vị A-la-hán thuộc giới năm thầy Kiều Trần Như mà Đức Phật Ngài đã thiếp độ trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân và bài kinh Vô Ngã Tướng. Khi mà theo chân của tôn giả Asachi đi ra khỏi thành, và tôn giả đã tìm đến một cái gốc cây có tàn bóng mát để ngồi xuống và thọ thực. Lúc đó Du Sĩu Ba Tích Xá, một vị du sĩ thì đi đâu cũng có mang theo tư cụ như là nước, tâm xỉa răng hay là tọa cụ, những cái thứ cần thiết cho đời sống của một vị du sĩ, một vị sao, một vị tỳ kheo cũng vậy, đi đâu cũng có đầy đủ 7-8 món, 8 món tư cụ của vị sa môn. Thì Du Sĩu Ba Tích Xá thấy vậy, liền lấy cái tọa cụ của mình trải ra trên nền đất và đỡ lấy huỳnh bát vật thực của
tôn giả Sở Chí và sắp xếp Phật thực ra phục vụ bữa ăn, hầu bữa ăn cho vị tôn giả. Thì cũng giống như là một vị sa di mà hầu hạ một vị tỳ kheo vậy đó. Và đến khi tôn giả đã thọ thực xong thì du sĩ Bà Tí Xá đã dâng nước, tráng miệng và tâm sẽ răng. Xong rồi du sĩ mới bạch hỏi: thưa tôn giả, trong ngày vẻ thoát tục, không bị nhiễm bụi trần, vậy thì ngài xuất gia với ai? Ai là bậc đạo sư của ngài và giáo pháp của ngài thọ trì là những gì? Thì ngài A Sa Chí, ngài mới suy nghĩ: thường thì các cái du sĩ ngoại đạo họ hay chất vấn các vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật, nếu mà ta nói nhiều thì chất vấn nhiều rất là mệt mỏi phiền phức, cho nên ngài chỉ nói rằng là ta mới xuất gia không được bao lâu, có nghĩa là chưa đầy một năm. Ngài xuất gia chưa đầy một năm, ngài nói rằng ta xuất gia chưa được bao lâu nên không có học hỏi được nhiều giáo pháp của bậc đạo sư. Thì du sĩ Bà Tí Xá thỉnh cầu ngài nói tóm tắt cũng được. Thì ngài Sạch Chí ngài mới tóm tắt thành một câu mà trong đó hàm xuất ý nghĩa là giáo pháp Đức Phật gồm trong bốn cái chân lý: khổ tập diệt đạo, với duyên lành và trí tuệ có sẵn. Upatissa nghe như vậy lãnh hội được và chứng quả tu đạo quần. Rồi du sĩ Upatissa hỏi tôn giả Sa Chí: bậc đạo sư giờ đang ở đâu? Con muốn đến để đảnh lễ. Thì ngài A Sa Chí ngài nói: Đức Thế Tôn đang ngự tại Quê Lu Quán Ná ở Rajagaha, gần thành Rajagaha. Vì du sĩ Bà Tí Xá mới xin phép từ dạ thầy, mới đi tìm người bạn đồng song với mình là Kulita và thuật lại cái bài kệ Ye Hi Tất Bạc Pha Hoa Tê Săng Hê Tung Tạch Tha Gà Tô A Hát Tê Săng Chắc Niết Lô Thô Chắc Tê Quang Qua Đi Mahasmano. Phạm pháp nào sanh khởi cũng đều do duyên, do hay pha qua do nhân duyên mà sanh lên. Đức Như Lai cũng chỉ rõ cái nguyên nhân sanh khởi các pháp ấy, và ngài chỉ luôn cái sự đoạn diệt của các pháp ấy. Đó là lời dạy của bậc Đại Sa Môn. Vừa nghe xong bài kệ đó thì du sĩ Kulita cũng lĩnh hội được giáo pháp qua cái trí tuệ giác ngộ về tứ đế và chứng được đạo quả tu đạo quần. Hai vị du sĩ này pháp nhãn ly trần vô cấu đã khởi lên,
niềm tin bất động đối với Phật pháp và không bao giờ tin, không có suy nghĩ. Cái niềm tin đó dựa trên cái trí tuệ giác ngộ pháp. Phàm pháp gì có tính cách tập khởi thì pháp đó đều có tính cách quả diệt. Và hai vị đã quyết định xuất gia theo Đức Phật. Và hai người nghĩ đến thầy cũ là ngoại đạo sư Sanjaya, dù sao cũng là thầy nhất tự chi sư, lớn tự chi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nên trên đường đi hai vị đã ghé qua trú xíu của du sĩ Sanjaya và bày tỏ sự quan hỷ của mình khi tìm được đạo lộ bất tử và thông báo cho thầy biết là hiện nay Phật pháp tăng đã xuất hiện ở đời và khuyên thầy Sanjaya nên xuất gia theo Đức Phật để hưởng được cái hương vị bất tử. Nhưng mà Sanjaya thì lại cố chấp, lại cho rằng mình là một vị giáo chủ đang lãnh đạo một cái đình chúng như thế này, sau nay lại phải hạ mình làm đệ tử của Samu Gautama. Thì Upatissa và Kulita đã dùng hết lời lẽ để khuyên nhủ thầy đừng có cố chấp như vậy. Đừng có bỏ lỡ cơ hội. Nhưng cuối cùng thì Sanjaya, ngoại đạo sư Sanjaya mới nói rằng, mới hỏi rằng: các hiền hữu nghĩ sao? Trong đời này người trí nhiều hay là người ngu nhiều? Thì hai vị mới trả lời là người trí rất ít và người ngu thì nhiều. Thì Sanjaya lại một lần nữa có cái kiến thức hẹp hòi mới nói rằng: vậy thì hãy để người trí cho Samu Gautama tiếp độ, còn những kẻ ngu hãy để ta dẫn dắt. Biết không thuyết phục được thầy cũ nên hai người đã ra đi. Thì trong số đồ chúng của ngoại đạo sư Sanjaya, 500 vị du sĩ, trong đó khi mà ngồi ghe thì có 250 vị du sĩ rất quan hỷ và đồng lòng đi theo du sĩ Upatissa và Kulita để xuất gia với Đức Phật. Quả thật vậy, sau khi xuất gia thọ cụ túc giới bằng cách để hiến phí khú, Đức Phật ngài thuyết lên một thời pháp nói về tuần tự pháp Anuppa Đạt Tha. Thì 250 vị kia chứng A La Hán liền, còn Kulita bây giờ được gọi là Mokkalana, ngài Ma Mokkalana, ngài phải đến một tuần lễ sau, 7 ngày sau ngài phải chứng được quả A La Hán.
Còn ngày Upatissa tức là tắm thì phải 2 tuần lễ sau khi xuất gia mới chứng được quả A-la-hán. Và khi mà hai vị đã chứng được quả vị A-la-hán rồi thì Đức Phật Ngài nhân cái dịp họp tăng đó, thì Đức Phật Ngài ấn chỉ cái vị trí thượng thủ thinh phân Akasavaka là tôn giả Sariputta và Moggallana. Một số vị tỳ kheo thắc mắc vì sao những vị thinh phân xa trước mà Đức Phật Ngài không có ấn chỉ cho ở cái vị trí đó mà hai vị này mới xuất gia mà Ngài đã ấn chỉ, thì Đức Phật Ngài giải nghi cho họ. Ngài nói Ngài không có thiên vị, mà vì rằng ở trong thời quá khứ, thời Đức Phật Anumodassi lúc đó đạo sĩ Sariputta và một người bạn thân cũng được quỳ dưới chân của Đức Phật Anumodassi để phát nguyện thành bậc thượng thủ tinh phân. Đức Phật Anumodassi Ngài thọ ký. Thì thưa quý vị, sau khi trình bày như vậy xong đó, thì tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana mới thuật lại cho Đức Phật nghe về trong lúc mà đi về ghé viếng thầy, thầy Vũ rủ thầy đi đến để tu theo Phật pháp. Thì thầy lại cố chấp và có những tư tưởng hẹp hòi nông cạn. Đức Phật Ngài mới nói rằng chính vì cái tư tưởng sai lầm đó, cái điều quan trọng thì lại thấy là không quan trọng, còn cái điều không quan trọng thì lại thấy là quan trọng. Bởi vậy do cái tư duy sai lạc này mà những người kia họ không có đạt được cái tinh hoa, cái cốt lõi. Còn ngược lại, những người có cái tư tưởng đúng đắn, cái điều quan trọng thấy là quan trọng, điều không quan trọng thấy là không quan trọng, cái điều chính yếu thấy là chính yếu, điều không chính yếu thấy là không chính yếu, vân vân. Do cái tư duy đúng đắn như vậy nên đạt được cái chân lý. Và bài kệ này Đức Phật Ngài dạy trong tiếng Pali: Asare Saramatino Sare Chasa Radasino Te Saram Nathika Chanti Mitha Sankap Gochara Saranchak Sarato Yattava Asaranchak Asarato Thì xa rằng là thiên cách chẳng tí xâm mà sẵn cấp và ngồi trở ra. Thì ở trong bài kể này, thưa quý vị, chúng tôi nói rồi, có 2 từ. Hay là 4 từ. Mà ý nghĩa
đất đi. Đó là chữ Sara, Asara. Vinya Sankappa Gojara, Sama Sankappa Gojara. Cái chữ Sara ở đây cái nghĩa của chữ Sara có nghĩa là lỗ cây hay là cốt rỉnh. Sarupama, cái bài kinh tài dụ, tài ở đây tức là cái lỗ cây, bài kinh ví dụ lỗ cây, bài kinh ví dụ lỗ cây của bộ kinh, thì chữ Sara ở đây có nghĩa là lỗ cây. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh này, ngữ cảnh của bài kệ thì chúng ta phải hiểu có nhiều nghĩa, chúng ta phải giải thích và hiểu như thế nào để cho phù hợp. Thí dụ như ở trong chú giải, khi mà nói đến chữ Sara thì đương nhiên là các ngài chú giải là các ngài lấy cái phần chủ yếu, tức là cái chữ Sara ở đây là chỉ cho tinh hoa của giáo pháp, tức là giới định tuệ giải thoát tri kiến và niết bàn. Hay là chữ Sara ở đây còn được giải thích là 37 bồ đề phần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi y túc, ngũ ngũ quyền, ngũ lực, thân chánh chi, bát chánh đạo, vân vân. Nhưng mà thứ gì cốt lõi đó thì đương nhiên là chúng ta thấy đúng rồi đó. Nhưng có điều là đúng với ngoại đạo sư Sanchaya mà phải đặt vấn đề là cái tinh hoa của chánh pháp mà lại là không cho là tinh hoa, hay là còn cái không phải là tinh hoa mà cho là tinh hoa, thì chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp này nó không có hợp lẽ. Bởi vì lúc đó hoàn toàn không biết, đợi khi nào xuất gia xong đắc đạo quả như là đệ tử Phật ấy, thì lúc đó mới đặt vấn đề cái pháp cốt lõi là cái này. Còn ở đây trong cái dĩa khác ấy, thì cái chữ Sara chúng ta phải hiểu cái gì ấy, nó là thật, cái gì là thật, Asara là cái gì là giả, cái gì là không thật. Thật và không thật, hay nói cách khác, một nghĩa khác nữa, tức là Asara là cái điều chính yếu và Asara là điều không chính yếu. Một nghĩa khác nữa thì chữ Sara có nghĩa là cái điều quan trọng, và cái chữ Asara có nghĩa là không quan trọng. Khi mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa này đó, thì chúng ta mới bàn sâu được. Chúng ta mới bàn sâu được.
Còn cái từ ngữ khác mà chúng ta phải hiểu ở đây là cái nicca sankappa gocara và samma sankappa gocara. Mà ở trong bản dịch của Ngài Minh Châu, Ngài dịch là do tà tư tà hạnh hay do chánh tư chánh hạnh. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây theo cái ngữ pháp Pali chứ, cái ngữ pháp Pali nó có cái từ hợp thể. Một cái từ hợp thể rất quan trọng lắm thưa quý vị. Ở đây cái từ hợp thể này không phải là Mitya Sankappa cộng với Gocara, mà phải là Sankappa Gocara, Mitya cộng với Sankappa Gocara. Chữ Gocara, chữ Gocara chỉ có nghĩa là cảnh giới hay là cái hệ. Cho nên chữ Sankappa ở đây, Sankappa Gocara, chúng ta nói là cái hệ tư tưởng hay là cái tư duy. Cho nên nói chung tức là cái hệ tư tưởng, hệ tư duy. Còn cái chữ Mitya đó thì có nghĩa là tà. Nhưng mà chữ Mitya đó nó bị nghĩa lắm, có nghĩa là lệch lạc. Hay là trái ngược cũng được, chúng ta xài đến nghĩa trái ngược cũng được, lệch lạc cũng được. Và cái chữ Samma Sankappa Gocara tức là chữ Samma ghép với Sankappa Gocara, tức là cái tư tưởng, cái tư duy đúng hay là cái sự suy nghĩ đúng đắn. Cho nên ở trong chú giải cái chỗ này, chú giải Pali đấy thưa quý vị, chú giải của câu kinh Pháp Cú này, khi mà nói đến Mitya Sankappa thì lại giải thích đó là ba cái tà tư duy, là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thưa quý vị, nếu mà giải thích cái cách đó thì chúng ta sẽ lấy làm lạ là cái chuyện này, cái chuyện ba tà tư duy này đó, nó không có liên quan gì đến ngoại đạo sư Sañcajñā cả. Bởi vì ngoại đạo sư Sañcajñā lúc đó đâu có khởi lên cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy đâu. Sañcajñā lúc đó chỉ có một cái nghĩ hẹp hòi, sai lầm ở chỗ cái điều quan trọng mà lại không thấy là quan trọng, còn cái điều không quan trọng thì lại cho rằng là quan trọng. Cái chuyện mà mình làm thầy thiên hạ đó, cái chuyện đó đâu phải là quan trọng nếu như một người ý thức rõ ràng cái việc mà đi theo Đức Phật nếu cái hương vị bất tử, cái đó mới là quan trọng. Chứ còn cái chuyện mà là ở lại và làm thầy thiên hạ, làm giáo chủ của một cái bộ phái thì có bao nhiêu đâu, chỉ là hương danh rồi cuối cùng cũng phải tan rã, cũng phải chết đi thôi mà không được cái gì hết. Chính vì cái chỗ đó mới gọi là Mitya Sankappa. Cái điều quan trọng đều không quan trọng
và thấy vợ chồng Asare Saramatino. Còn cái điều quan trọng thấy là không quan trọng Sare Chasa Radasinu. Cái chuyện mà học trò rủ đi theo Đức Phật để nếm cái hương vị giải thoát, cái đó là một cái quan trọng, mà lại cho rằng là không quan trọng, thấy là không quan trọng. Asa Asaradasinu, những người cho nên không đạt được cái tinh hoa của cuộc sống. Ở chỗ này chúng tôi chưa có, trước tiên là chúng tôi chưa có nói đến cái tinh hoa của giáo pháp, mà chúng ta nói chung là cái xa rá của cuộc sống, cái thực chất của cuộc sống, cái cốt lõi của cuộc sống. Thì không đạt được dù đời hay đạo cũng không có đạt được cái xa rá, cái thực chất, là bởi vì do cái tư tưởng chiều thì cái chiều đúng cho là sai, sai cho là đúng, chánh yếu cho là không, không chánh yếu, mà không chánh yếu là cho là chánh yếu, quan trọng cho là không quan trọng, mà không quan trọng cho là quan trọng. Bởi ở trong cái cuộc sống này, cái phần khung của chúng ta thường hay bị dứt phải cái đó. Cho nên xét về mặt tình, lý, đời và đạo, chúng ta đều bị thất bại nếu chúng ta chắc sai lầm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, một ví dụ rất đơn giản thôi thưa quý vị. Ví dụ như trong một cuộc lễ, trong một cuộc lễ dân y Katina, cái cư xử Katina làm đúng theo luật mà Đức Phật Ngài đã quy định, thì như vậy sẽ thành tựu năm anusasa, là nâng cái lợi ích cho cái vị mà thọ y và tùy hỷ y. Cũng như thành tựu cái phước báo cho thí chủ dân y Katina. Nhưng mà bây giờ đó, càng lúc người ta càng xa với cái nghi luật, người lại làm những cái hình thức mà nó phi luật, mà cho rằng là phần lớn chúng ta cho rằng là cái nghi lễ phải là như vậy mới thành tựu. Thí dụ như có những người Phật tử họ nói vô dân y, họ làm thí chủ dân y, bữa nào trời mưa, có lúc đó cuộc lễ dân y ở tại cái ngôi chùa trời mưa, cái trong ban tổ chức có nói rằng hôm nay trời mưa, không có đi chịu Phật được, thôi thì mình hãy làm lễ. Thì họ buồn muốn khóc vậy thưa quý vị. Họ nói như vậy là cái lễ dân y cái thứ ná không thành, vì không có nhiễu Phật. Quý vị thấy cái chuyện rất là nguy hiểm. Cái vấn đề nhiễu Phật là cái lòng thành kính của chúng ta trước khi lễ cúng dường đến tăng. Giờ chúng ta kính trọng một đạo sư Đức Thế Tôn, rồi cúng dường đến tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn.
Nhưng cái chuyện đó thì tùy theo hoàn cảnh có hay không có. Còn cái chuyện mà thành tựu cái thí ná hay không là do cái chuyện khác, chứ không phải là do cái chuyện có đi diễn Phật hay không diễn Phật. Cho nên ở đây chúng tôi thấy thấy ngộ nghĩnh lắm thưa quý vị, thấy ngộ nghĩnh. Cũng như trong những cái kỳ Tết Gesima, khi chúng tôi đến tham dự lễ lễ cái Gesima đó, thì xưa bài nay làm tự nhiên cái Sima nó có tắt, tức là cái đá làm ranh đó, người ta bọc vẫy lõ cho có vẻ linh chút xíu, rồi cái người ta cột, người ta giống nó lên, giống rất là công phu thưa quý vị, chặt chẽ công phu lắm, rồi cái người ta gắn lên khỏi mặt nước, treo trong một cái chán, chán ba, cầm ba cái cây ở trên cái miệng hố treo lên. Rồi có một người thị nam hay một ông sư di thủ sẵn cái dao, hễ mà vị luật sư mà đọc tuyên ngôn xong, đọc tuyên ngôn Bali đọc xong giờ phút nào thì đồng loạt mà chặt đứt cái sợi dây đó để cho cục đá nó rơi xuống, nó rơi xuống hố một cái bịch gì đó, gọi là nghi lễ đó. Có lần chúng tôi đi đến chùa đó, ở trong chùa các vị trưởng lão nhờ chúng tôi là chủ trì, cái tăng sự dân y, chúng tôi ra chúng tôi kêu, chúng tôi mới giải thích cho chư tăng với mọi người nghe đó. Cái cục đá mà làm ranh đó là phải cố định, mà nếu nó chỉ cần lúc xê dịch, ở trong kinh, trong luật kinh nói rằng chỉ cần xê dịch bằng một gen thôi, tức là bạn sẽ là tương tâm sự rồi, đừng đối chi là tiên ngôn vừa xong chưa tăng nhìn thấy cục đá lưng lửng ở trên mà chút xíu là tiên ngôn rồi nó rớt xuống, xuống hố nó sai cái vị trí. Hồi nãy tiên ngôn là cục đá nằm khơi khơi ở trên, bây giờ rớt xuống là sai cái vị trí. Cái đó là hư tăng sự mà không thấy, mà cứ cho rằng là phải treo lên cho chưa tăng thấy mới được. Chúng tôi nói đâu có cần, cứ để ở dưới, nhưng mà đừng có lấp đất sớm, để dằn xuống cho cục đá nó cố định, để lộ cái mặt của cái tảng đá lên. Chưa từng bốn vị trưởng lão đi đến đó nhìn xuống, thì vị luật sư đó mới hỏi Purathima Yadisa Yakinimitri, hướng đông lấy cái gì làm ranh, làm cột mốc. Thì một vị mới nói rằng Pasano Panti, bạch ngài lấy đá làm ranh. Rồi lúc đó vị luật sư mới xác nhận ba sa nô ni bát tăng, cái cục đá đó là cái vật răng, xác định cho chư tăng thấy rõ ràng gì. Thì như vậy cái đó là ổn thưa quý vị, chứ đâu có cần gì phải mà treo lên. Với hơn nữa treo lên mà họ bọc vải đỏ vải đều đó, cột dây như là cái đoạn bánh tét, treo lên chư tăng đâu thấy cái cục đá ở bên trong, biết là cục đá hay là cục xi măng đâu, không biết, không thấy. Vậy mà họ cho rằng cái đó là đúng. Còn mình làm như thế này, mình làm đơn giản, họ cho là, có nhiều người họ nói làm vậy là sai, bị gì sai cái truyền thống của mấy ngài. Cho nên, thưa quý vị, khi mà học kinh Pháp Cú, gặp cái câu này, chúng tôi mới suy nghĩ, chúng tôi nói thôi kệ, cuộc đời. Thứ là, cái điều quan trọng á, thì thấy là không quan trọng. Còn cái điều không quan trọng thì thấy đó là quan trọng. Chúng ta cứ như thế mãi trong suốt dòng sinh tử luân hồi là chúng ta bỏ qua không bao nhiêu là cái cơ hội để chúng ta được giác ngộ, giải thoát. Bởi vì cái chuyện đời sống bình thường mà chúng ta còn cái đúng cho là sai, sai cho là đúng, thì thử hỏi làm sao mà chúng ta gặp được chân lý. Đức Phật ngài thuyết lên một bài kệ ngôn hay một cái bài kinh, làm sao mình hiểu được
theo cái khía cạnh chân lý để mà giác ngộ. Không phải giống như Du Xuyển và Tây Xá, Khô Lý Tá, vừa nghe xong cái bài kệ đó, ngài đã hiểu qua cái khía cạnh tứ đế, cho nên là mới giác ngộ, mới chứng quả dự lưu. Bởi vậy ở đây cũng là một bài học. Từ cái chuyện ở bên ngoài cuộc sống của chúng ta như vậy, thể chúng ta thấy cái gì đó quan trọng thì chúng ta mới làm, quan trọng cái gì không quan trọng thì thôi. Cái gì đúng thì chúng ta phải nhận là đúng, còn cái gì mà nó sai thì chúng ta phải nhận là sai, chứ chúng ta không thể, chứ chúng ta không thể bút méo hay là chúng ta quán đổi được. Chúng ta quán đổi như thế là trái chiều, cái tư tưởng trái chiều thì chúng ta sẽ đi ngược lại với cái chân lý, đi ngược lại với cái giáo pháp của Bậc Thánh thì nó không tốt cho chúng ta. Từ cái cuộc sống ở bên ngoài vậy cho đến cái cuộc tu tập ở bên trong cũng vậy. Nhiều khi đó thưa quý vị, khi mà tu tập về thiền, chúng tôi không dám nói là chúng tôi giỏi, nhưng mà chúng tôi có sự suy nghĩ thì thật sự tự tu tập thì thấy có vẻ là dễ hơn. Bây giờ thí dụ như trong lúc mà đi kinh hành, vị hành giả đi kinh hành là phải có chánh niệm với bước chân. Nhưng mà thưa quý vị, sắc pháp đó sanh diệt chậm hơn chân pháp 17 lần. Cho dù cái sắc pháp, cái thân chân dở bước đạp, chân dở bước đạp của chúng ta đi danh kiểu nào đi nữa thì tâm cũng chánh niệm theo kịp. Quý vị yên chí đi. Chứ còn bây giờ chúng ta học theo bài bản là một bước đi có thể là 30 giây hay là một phút, tức là cái chân trái dở lên từ 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 đưa lên, thế nó muốn lão đảo té cái đưa tới niệm rồi đặt cái chân trái xuống, rồi mới bắt đầu dở cái chân phải lên từ 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 đưa tới rồi mới đạp xuống niệm. Thưa quý vị, chánh niệm nó lâu lắm, thưa quý vị, chánh niệm nó lâu lắm. Cho nên ở đây đó, chúng ta đừng nghĩ rằng cái cách mà chúng ta chân dở bước rồi đạp, dở bước đạp, mà chúng ta theo dõi từng chút như vậy, đó là cái điều quan trọng trong cái việc mà chúng ta chánh niệm trong khi kinh hành đâu. Muốn làm sao tâm ghi nhận rõ ràng về sự cảm xúc của bàn chân trái và chân phải, cảm xúc ở phía trước và có cái sự di chuyển khi mà nhấc lên khỏi mặt đất và di cái chân bước tới trước, chứ miễn làm sao chúng ta có chánh niệm được rồi. Còn về cái việc mà chánh niệm chậm hay là mau, đi chậm hay đi mau, cái đó là tùy theo cái tâm tánh của cái vị hành giả. Hành giả nào mà nhanh nhẹn, linh hoạt do cái thường tận y duyên thì họ sẽ chánh niệm theo cái kiểu mà họ đi kinh hành nhanh lẹ. Còn nếu mà người mà làm việc gì cũng chậm thì họ phải có chánh niệm theo đó. Chứ mà tất cả mọi người mà chúng ta nghĩ rằng đi kinh hành trong thiền là phải đi kinh hành kiểu đó mới đúng, cái đó là chúng tôi nói xin lỗi quý vị, cái đó là chúng ta Asagare Sarap Martino, cái không đúng người ta cho là đúng. Cái trường hợp này nguy hiểm gì,
Còn khi chúng ta ngồi thiền quý vị, không nhất thiết là chúng ta phải ngồi kiểu ngồi như với Đức Phật, là ngồi kiết già, ráng bẻ cái chân vô ngồi kiết già cho được. Để mà ngồi xếp bằng mà bẻ cái chân lên, hai bàn chân đưa lên được là thôi, chúng ta khoe cùng làng, nói là mình ngồi cái thế ngồi được rồi, đẹp rồi. Rồi hai tay cái tay phải để trên, tay trái để dưới, để ấp lên nhau. Còn có người họ cho rằng là ngồi phải ấn đi chứ. Thưa quý vị, ngồi thiền mà chúng ta bị chi phối bởi cái hình thức đó, làm sao mà chúng ta có thể, làm sao chúng ta có thể đạt được chân lý? Trong khi đó thì tỳ kheo vua Thích Ca, trong lúc mà buồn chán cuộc tu thất bại, đã tìm con dao để tự sát, vì ấy tự cắt cổ. Và khi mà tự cắt cổ như vậy đó, thì bắt đầu đâu có thể nào mà ngồi vậy kiết già rồi tay bắt ấn, hay là ngồi trên đúc kiểu cách đó rồi chết rồi niết bàn đâu. Trong lúc mà vị đó nằm quằn quại như vậy, vị đó liền dukkha nupassana, là tùy quán về khổ, tùy quán về khổ. Ngay trong lúc đó nhưng dại lắm thưa quý vị, tâm dại lắm, và an trú như thế đó để chứng niết bàn. Thì chúng tôi phải hiểu, nói như vậy là quý vị hiểu rồi. Bây giờ quả như tôn giả Vô Thi Cách Tát Tế Sát, một vị tỳ kheo mà do mang nghiệp ở quá khứ nên hiện tại thân của ngài bị bệnh. Chúng ta bây giờ nói chung đó, tức là giống như bệnh ung thư vậy đó, ung thư da, ung thư xương luôn, bị hoại tử từ 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 từ. Hễ mà các vị tỳ kheo thăm bệnh mà đỡ lên đỡ xuống, đỡ đến đâu gãy xương đến đó, quằn quại, Đức Phật đã đi đến, ngài rửa ráy cái vết thương cho vị đó ngoài da xong rồi, ngài cho thay đổi cái y phục khác, một cái bộ y khác cho nó thoải mái một chút. Ngài thuyết lên cái bài kệ pháp cú mà mai mốt chúng ta sẽ tới, cũng gần đây trong mẫn tâm đó, chứ chưa đang có thời gian ra vô đó mà quán xét à. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị phất bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Vừa Đức Thế Tôn vừa dứt bài kệ thì chứng A La Hán chắc chắn rằng là vị đó không có thể ngồi tiết già hay bán già với hai bàn tay đặt vào nhau và lưng ngay thẳng, đặt niềm trước mặt được, bởi vì lúc đó quý vị toàn thân rã rời hết, nghĩa là suy sụp hết rồi. Bây giờ chỉ nằm đó mà an trú niệm để chứng được đạo quả thôi. Thì chúng ta phải hiểu mấy trường hợp đó gì. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập đó, thật ra đó, chúng ta, nếu chúng ta là người có khuynh hướng niềm tin sắc thà thức đá, thì chúng ta nên để ý để chúng ta phải vun bồi thêm cái sự tinh tấn và trí tuệ. Còn nếu chúng ta là người có khuynh hướng tinh tấn thì chúng ta chú ý là vun bồi thêm cái niềm tin của mình cho mạnh lên, chứ đừng để tinh tấn quá quá mức mà chúng ta thiếu cái niềm tin, thiếu trí tuệ thì thất bại. Còn nếu chúng ta khuynh hướng về trí tuệ thì chúng ta phải chú ý cân bằng cái niềm tin và cân bằng cái sự tinh tấn lên, đừng để trí tuệ nó lấn át. Trí tuệ nhiều quá thì quý vị lúc bây giờ thì nó sẽ sinh ra cái sự huệ, cái sự hoài nghi, hay là tâm nó bị xáo trộn, bị phóng dật. Cho nên thì chúng ta phải bổ sung làm sao để cân bằng tính tấn niệm định tuệ cho nó điều hòa, nó quân bình, thì như vậy mới mong có thể giác ngộ, giải thoát được. Nhưng cái quan trọng nhất là làm sao cái tư tưởng của chúng ta suy nghĩ
cái gì chúng ta phải nghĩ cho nó đúng đắn, cái gì đó đúng phải biết cái đó là đúng, dù cho cái người nói đó là cái người đối lập với mình, nhưng mà người ta nói đúng thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là đúng. Còn hễ cái gì mà mình sai mà nghe người ta chỉnh lại thì chúng ta phải sửa cái sai đó liền, chứ chúng ta không nên để chúng ta chấp cho là sai, sai cho là đúng, chúng ta rơi vào cái pháp thiên vị đó. Thì trong trường hợp này là chúng ta không đạt được cái chân lý. Cho nên chỉ có hai câu kệ thôi, nhưng mà đây chính là một bài học quan trọng cho cái cuộc đời tu tập của chúng ta. Và mỗi người chúng ta đều phải, chúng ta hãy có niềm tin nơi Đức Phật, chúng ta dựa vào Đức Thế Tôn, dựa vào cái sự dẫn dắt của Đức Thế Tôn, và chúng ta nghe cái bài kệ đó, chúng ta thực hành. Ở đây thì chúng tôi chỉ lặp lại những gì ở trong kinh điển ghi chép lại. Thì chúng ta hy vọng rằng ở trong hai bài kệ này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái khái niệm để chúng ta nhanh chóng đạt được cái chân lý giải thoát. Thì bây giờ thì chúng tôi xin được chấm dứt cái buổi giảng ở đây. Ở trong cái bài học này, nếu có gì chia sẻ thêm, xin thỉnh về thượng giác đẳng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính thưa hòa thượng tự sư, để xin hỏi hòa thượng tự sư một câu rồi sau đó thỉnh hòa thượng đi nghỉ. Hòa thượng tự sư, thì chúng ta biết rằng nói về cái tốt thì có nhiều cái tốt, nhưng mà khi nói về tinh hoa đó, thì chúng ta phải chắc lọc rất nhiều mới biết về tinh hoa. Ví dụ như một người đi xuất gia mà họ muốn lựa chọn, thí dụ họ lựa chọn một cái chuyên môn nào đó về, ví dụ kinh tạng hay luật tạng hay thắng pháp tạng hay là thiền chẳng hạn, thì chúng ta làm sao mà mình có thể làm một cái lựa chọn cái nào là cái tinh hoa của giáo pháp, cái nào là cái mình nên theo. Tại vì thời bây giờ thì ai cũng nói về những cái này là hay chưa hay hết, nhưng mà cái kinh nghiệm của thượng tự sư là chúng ta làm sao để chúng ta có thể làm một lựa chọn ở trong nhiều lựa chọn, mà đôi khi thật sự nó không phải dễ dàng, nhất là tại các quốc gia Phật giáo thì có vị chuyên về luật, có vị chuyên về thắng pháp, vị chuyên về thiền chẳng hạn. Thì xin thỉnh hòa thượng chia sẻ một vài cái kinh nghiệm cá nhân của hòa thượng. Thưa mô của thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, từ xưa đến bây giờ, ngay cả thời Đức Phật cũng vậy, chưa bao giờ Đức Phật ngài đặt cái vấn đề là hãy nghe Như Lai, hãy tin Như Lai. Đức Phật ngài thuyết pháp, người nghe đó họ phải tự lãnh hội cái nghĩa lý đó và họ xét lại rồi họ mới tin hay là không tin. Bây giờ chúng ta nói cái cụ thể như thế này, trong cái bài kinh Kalama, Đức Phật đã thuyết cho các dân chúng Sukamala, Kalama. Khi mà các dân chúng Kalama đi đến trong bạch với Đức Phật, là ở địa phương chúng con có những vị tu sĩ đi đến, ai cũng thuyết pháp, cũng nói mình là chánh pháp, người kia là tà pháp,
Như vậy chúng con biết tin vào ai? Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài nói rằng các ngươi nghi ngờ là phải, phân vân là phải. Rồi Đức Thế Tôn Ngài dạy cho họ cách nhưng mà trước nhất là khi nghe một điều gì chớ có vội tin vì truyền thông, vì lời đồn đãi, chớ có vội tin vì cái lý luận hay, chớ có vội tin vì nó phù hợp với cái tri thức của mình, với cái suy nghĩ của mình, chớ có vội tin vì cái người mà thuyết đó là cái vị sa môn đó là thầy mình. Nghĩa là đừng có vội tin cái chỗ mà những điều nào sau khi suy tư thấy rõ cái gì, cái này nó thuộc về thiện, cái gì, cái này nếu thực hành nó sẽ đưa đến cái sự an lạc, cái này, cái điều này đa phần bậc thiện trí thức tán thán, thì như vậy cái đó mình hãy thọ trì là đúng. Còn cái gì mà xác thiết rằng đó là bất thiện, không tốt, nó có sự mâu thuẫn, cái này thực hành mình cảm thấy khó khăn và nó sẽ đưa đến sự đau khổ, và cái này là bậc trí ở đời chỉ trích, thì cái đó không có tin, không có thọ trì theo. Ở trong cái điển như vậy, chúng ta không có làm một cái lựa chọn là theo tặng kinh hay là tặng luật hay là tặng ví dụ pháp. Chúng ta không có làm cái lựa chọn nào hết, bởi vì tất cả đều là kinh điển. Nhưng cái điều gì mình học được, mình cần phải hiểu và mình cảm thấy rằng cái điều đó thực hành đã đưa đến sự an lạc. Còn nếu muốn thì chúng ta hãy thử sống với cái pháp đó, cái cách đó. Khi mà chúng ta thấy mình an lạc, thấy thoải mái, thấy có sự tiến bộ ở trong giáo pháp. Trước đây mình tham nhiều, tham danh, tham lợi nhiều. Bây giờ nhờ mình tu tập, mình tính niệm tỉnh giác, mình tùy quán vô thường khổ vô ngã, cho nên bây giờ cái tâm nó không có thiết tha vì danh lợi nữa, thì mình thấy là như vậy thì cái pháp môn này là có hiệu quả đây. Trước đây mình là người có cái tánh nóng, sân giận, hẻm mọi chức cờ nổi cáo lên, gắt gỏng thù quán. Nhờ mình tu tập cái pháp đó, sau một thời gian cái tâm mình bắt đầu nó mát mẻ, nó nguội lạnh. Nhưng mà nó nguội lạnh ở đây không có nghĩa là chúng ta có cái thái độ lãnh đạm thờ ơ với mọi người, bỏ quên cái phận sự. Ở đây có nghĩa là chúng ta không có sân giận, không có nóng nảy, chúng ta vẫn vui vẻ, vẫn hài hòa với cuộc sống. Nhưng mà chúng ta có sân giận hoặc không có sân giận, thì như vậy chúng ta thấy cái pháp đó là kết quả. Chúng ta chỉ nhìn pháp mà chúng ta tu tập, chứ chúng ta không nên lựa chọn, không nên lựa chọn pháp hay lựa chọn thầy để mà chúng ta tu tập. Bởi vì cái sự lựa chọn đó có đôi khi, thưa quý vị,
do chúng ta thiên vị mà chúng ta lựa chọn, hay là chúng ta vì thiên vị cho nên chúng ta bỏ qua, thì cái điều này nó sẽ không tốt. Cho nên ở đây đó, giống như là khi chúng ta xài một món đồ vậy, chúng ta ra chợ, ra tiệm mua một cái máy, miễn là sao cái đó dễ xài, như cái máy điện thoại chẳng hạn, nó dễ xài và nó hợp gì hợp ý mình, nó không có quá gồ ghề, mình cầm trên tay nó cũng gọn. Hãy và chúng ta cảm thấy khi mà xài cái máy này tâm thoải mái ở thì cứ việc mua xài, chứ chúng ta đừng có ra mà lựa chọn như người ta nói, ồ cái này là xài mới là cũng như là chứng tỏ con người đẳng cấp vân vân. Chúng ta nghe nói như vậy chúng ta đem về chúng ta xài là chúng ta phiền não chết, chúng ta phiền toái bởi vì cầm nó không vừa tay hoặc là nó khó sử dụng quá, cái giao diện nó rắc rối quá. Thì trong trường hợp này thưa quý vị, nó cũng không có hay ho gì. Tốn tiền thì không nói rồi, nhưng mà có điều là nó không hay ho gì khi mà chúng ta sử dụng mà nó không có vừa ý, nó không có vị. Cho nên chúng ta cái vấn đề mà chúng ta lựa chọn đó, chúng ta hãy đặt vào cái hàng sau cùng. Bởi vì khi mình có hai cái pháp và chúng ta thấy pháp môn nào cũng hay cả, thì chúng ta mới nên đặt cái vấn đề là chúng ta phải lựa chọn coi như chúng ta thực hành cái pháp môn nào. Còn khi mà lúc ban đầu là chúng ta hãy tu tập cái pháp môn nào, hãy mà chúng ta trí tuệ chúng ta không có thích suy luận, hoặc là chúng ta cái thường cận y duyên của chúng ta là sống ước ác cái tình cảm, chúng ta không có khô khan được, thì trong trường hợp đó thì chúng ta lấy ý nghĩa là tặng kinh, bởi tặng kinh thưa quý vị nó dễ thoải mái hơn. Còn cái tặng vi diệu pháp nó khô khan lắm thưa quý vị, tặng vi diệu pháp khô khan. Nhưng mà với những người mà họ có một cái trí tuệ, họ thiên nặng về trí tuệ đó, đời sống của họ có cái nguyên tắc, cái gì cũng nguyên tắc, cái gì cũng khô khan, phải thì thôi, thì với cái người đó học vi diệu pháp thì họ lại là hợp. Tuy nhiên nếu theo tôn giáo Upali thì hễ mà chúng ta học, chúng ta trì kinh Suttantika, một vị tỳ kheo mà Suttantika là trì kinh tạng, thì vị đó cũng phải trân trọng với Vinayatthara, với luật, với vị trì luật và Abhidhammika, tức là cái vị trì thắng pháp. Ngược lại Phật, chúng ta phải áp dụng hết cả ba, nhưng mà chúng ta chỉ đặt nặng về vấn đề kinh tạng hay là vi diệu pháp thôi, chứ chúng ta không nên chọn cái này mà chúng ta bỏ cái kia, bởi vì kinh luật và thắng pháp nào cũng quý hết, cái nào cũng đúng hết, cái nào cũng có tính cách bổ sung cho nhau, bổ khuyết cho nhau. Trên đây đó, nếu đặt cái vấn đề lựa chọn thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên lựa chọn, mà chúng ta chỉ nên thấy cái nào nó phù hợp với mình và chúng ta dễ thực hành thôi. Thứ hai là dầu cho nó có phù hợp với mình đi nữa, ở tạng kinh phù hợp với mình, hay tạng luật phù hợp với mình, hay tạng thắng pháp phù hợp với mình, nhưng mà chúng ta cũng đừng có nên thực hiện cái này rồi chúng ta bài xích chê bài cái kia, không nên đề cao ví dụ pháp mà chúng ta bài xích kinh tạng, cũng không nên
đề cao thân tạng mà chúng ta bài bác ví dụ pháp, cái điều đó không nên. Thì ở đây chúng tôi xin được một vài điều chia sẻ với quý vị thêm cái câu thảo luận số 1 Nam Mô Bổn Thầy. Ta thú kính trình hòa thượng và sư rất nhiều. Để thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và thưa quý Phật tử, thật ra thì bài học ngày hôm nay, điều mà hòa thượng tề sư trình bày đó, chúng ta mới nghe thì có vẻ như là đơn giản, nhưng mà kỳ thật đó là những cái câu hỏi rất là lớn ở trong cuộc đời của chúng ta. Dạ, câu hỏi lớn và rất là khó định, chứ không phải là đơn giản. Khi này nếu quý vị có nghe về điều mà hòa thượng tề sư đề cập đó, là những phần giảng về điều này dựa trên cái câu chuyện của một vị đạo sư rất là nổi tiếng ngoài đạo, tức là đạo sư Trên Sanh Chá Giá. Và khi mà để làm một cái lựa chọn, một là đi về với Đức Phật theo hai vị đệ tử để đi về với Đức Phật và đặt ra một cái tiêu chí và tìm ra được cái chân lý đó, đó là một câu chuyện khác. Nhưng mà mình là một bậc kinh sư mà để bỏ tất cả sự nghiệp, nhất là đã nổi tiếng rồi, có học trò đi tử rồi bỏ, không phải vậy. Cái khó của chúng ta là trong cuộc đời chúng ta phải làm rất là nhiều quyết định như vậy, nhiều lắm, rất là nhiều quyết định không dễ, thưa quý vị. Từ lúc mà chúng ta đã bắt đầu lớn lên để lựa chọn cái này, có nghĩa là đồng nghĩa là chúng ta phải bỏ cái khác. Thậm chí như quý vị Phật tử thấy rằng mình ở một cái tiểu bang hay là ở một nơi nào đó, để mình quyết định rời bỏ tất cả sau lưng để đến một cái nơi khác ở đó, một cái chuyện di dời nhà cửa thôi đó, nó đã là quyết định lớn rồi. Đừng nói chi là một cái chí cả, đừng nói chi là một cái chí quyền cả cuộc đời của mình. Nhưng mà ở đây thì thú vị, Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng chúng ta cần biết cái giá trị. Cái giá trị ở đây là cái sa rá, hay là cốt tủy, hay là tinh túy, hay là cái tinh hoa, cái gì là thực sự giá trị. Và trong cuộc sống này hầu như là mỗi buổi chúng ta đó, không phải một lần mà có rất nhiều lần phải làm sự lựa chọn như vậy. Và nó không bao giờ là sự lựa chọn dễ dàng hết. Mặc dù mới nghe thì dường như là mình có hai cái món ăn, món thì nghe hấp dẫn, món kia không hấp dẫn, thì mình lựa món hấp dẫn. Thật sự trong cuộc sống đó nó không hoàn toàn không đơn giản. Bây giờ chúng ta thử lấy bốn cái thí dụ, bốn cái thí dụ trong kinh điển nhé. Thí dụ đầu tiên là ở đây câu chuyện của đạo sư Thanh Chế Giá đó nói lên một điều là cho chúng ta nhớ cái hình ảnh của Đức Bồ Tát là bậc đạo sư của chúng ta. Khi mà Ngài rời thành Cát Tỳ La Vệ, Ngài đầu tiên Ngài tìm đến những cái bậc danh sư thời bấy giờ để học đạo, và Ngài đã đến hai vị đạo sĩ là Uddaka Ramaputta và Alara Kalama. Thì trong một thời gian rất ngắn, Ngài đã thành tựu những gì mà hai vị thầy thành tựu, và hai vị đó đã khẩn khoản và một cách rất là thành tâm để mời Ngài ở lại cùng ngồi trong cái chiếc ghế giáo chủ. Chiếc ghế giáo chủ. Nhưng mà Đức Phật nhận rõ rằng đó không phải là mục tiêu, đó không phải là mục đích tối thượng, nên Ngài đã từ tốn, chối từ và tiếp tục ra đi. Cho đến khi mà Ngài lựa chọn ngồi ở trên ba bát quả tranh ở dưới cội Bồ Đề, và sự lựa chọn đó, đó đã đưa Ngài đến một cái quyết tâm mà Ngài dạy rằng, mà Ngài kể lên rằng lúc đó Ngài nghĩ rằng dù máu có cạn, xương có mục, nếu không có thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Ngài cũng không rời khỏi nơi này. Thì chúng ta thấy rằng từ cái chiếc ghế của một vị giáo chủ mà Ngài không nhận, mà Ngài nhận, Ngài chọn lựa ngồi trên bát quả tranh với cội Bồ Đề đó, là một quyết định không đơn giản và không dễ dàng.
cuộc sống của chúng ta là như vậy, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta có thể đem lên bằng cân hai cái giá trị mà gần giống, gần tương đương với nhau, thì nó đã khó rồi. Còn nếu nó lệch quá thì mình rất là dễ. Nhưng trong cuộc đời có những cái mà chúng ta không cân bằng được. Dạ, rất khó cân bằng. Ngay cả khi mà chúng ta lựa chọn, thì thưa quý vị, nó có một số cái tiêu chuẩn mà đôi khi chúng ta nghe nó rất mơ hồ, nhưng mà mình phải có đủ khả năng để hiểu, đủ khả năng để nhận thức, đủ khả năng để lựa chọn. Ví dụ như là tôn giả Xá Lợi Phất thường nhắc các vị tỳ kheo lời của Phật dạy đó. Mình ở nơi đâu, mình sống với cái nguyên tắc nào mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm á, thì mình nên lựa chọn điều đó. Và nếu mình ở nơi đâu mà thiện pháp suy giảm, bất thiện pháp tăng trưởng á, thì mình không nên lựa chọn điều đó. Chứ tôi lấy một ví dụ, ngay cả khi mình đi tu rồi mà mình lựa chọn làm một vị trụ trì hay là làm một cái công việc nào đó, mà việc đó nó khiến cho tâm của chúng ta bị vướng pháp nhiều, bị dính mắc nhiều. Và đôi lúc chúng ta phải tự phản tỉnh rằng, à, không biết việc này nó khiến mình tốt hơn hay là nó khiến cho mình nặng lòng hơn, khiến cho mình cảm thấy tinh tiến hơn trong sự tu tập, hay là khiến cho mình bị thối thất thêm. Thì quý vị, sự lựa chọn nó không ai làm cho chúng ta được hết, mà mỗi chúng ta phải tự lựa chọn lấy. Chúng ta buộc phải lựa chọn lấy thôi. Chúng ta không thể nào đơn thuần là mình hỏi người này hỏi người kia. Tại vì cái thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm đó, nó là do chính mình phải có khả năng hiểu. Dạ, khả năng hiểu. Cũng giống như bây giờ có người đã giới thiệu chúng ta một cái môn dược thảo để uống. Mình uống, dĩ nhiên mình phải biết lắng nghe sức khỏe của mình, phải biết lắng nghe chính mình là, à, cái dược thảo này uống vô, à, mình có thấy có cái biến chứng gì không, hay là mình có ngủ được không, mình ăn có thấy ngon miệng không, mình có bị một cái hiệu ứng gì lạ không, vân vân. Cái chuyện đó tự mình phải biết. Đây là một điểm rất là khó. Thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất nhắc chi tỳ kheo là mình phải hiểu rằng mình chọn chỗ ở đó, chọn người thân cận đó, chọn cách sống đó, mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì nên lựa chọn. Thì ở đây nó lại là một cái khía cạnh mà chúng ta không thể không nhắc đến. Và thưa quý vị, có một cái điểm khác ở trong kinh điển, mà nó cũng là bài kinh trùng hợp với cái ý nghĩa của bài pháp mà Hòa Thượng Từ Sư giảng hôm nay đó, là cái kinh gọi là kinh lỗi cây, và kinh thí dụ lỗi cây. Sarupamang Sutta, Sarupamang Sutta là kinh thí dụ bồi lỗi cây. Thế trong thí dụ này, Đức Phật Ngài đưa ra một thí dụ là một người đi vào trong rừng để tìm lỗi cây, mà người đó có thể nhầm lẫn cái giá trị lỗi cây với cái giá trị của hoa lá cành, hay là với vỏ cây, nếu thấy vỏ cây như vỏ cây quế tốt quá, tung quá, hay là với cái thân cây, mà phải bỏ tất cả hoa lá cành, bỏ vỏ cây, bỏ cái giác cây, tức là cái thịt trong cây, mà phải tìm đến thân cùng của loại cây. Cái đó là cái quan trọng. Thì Ngài cũng nói rằng đôi khi người xuất gia đó, thì thời gian ban đầu được cung kính lợi dưỡng, rồi nghĩ rằng cung kính lợi dưỡng như vậy là đúng là đời, cái kết quả của đời sống tu tập. Có thể là mình rất là dễ bước vào về điều này. Ngay cả thành tựu giới hạnh trang nghiêm cũng có thể là một vướng pháp. Và ngay cả cái chuyện thành tựu thiền định cũng là vướng pháp. Cho đến khi nào vị đó thành tựu giải thoát hoàn toàn. Trong sự giải thoát hoàn toàn đó, vị đó có khả năng nhìn lại và thấy rằng những gì nên cần làm đã làm, những gì nên làm đã làm, thì lúc đó mới thật sự là đạt đến chỗ rốt ráo. Thì quý vị thấy nó khó. Ngay cả mình chọn đúng đường rồi, nhưng mà trên mỗi một cái giai đoạn đó, mỗi một cái giai đoạn thì chúng ta rất cần, rất cần để đặt mình ở trong cái vị thế cân nhắc là những gì mà mình đã thành đất, nó có đủ chưa, nó có phải là cái cứu cánh cuối cùng hay không, hay là mình phải tiếp tục lên đường. Cái này cái vô cùng quan trọng, quan trọng lắm. Và cái khả năng mà hồi quán, cái khả năng nhìn lại,
khả năng đi tới để mà xác định rằng ô, cái này nó là tốt nhưng nó chỉ một thời thôi. Bởi vì ở trong đời này có nhiều người thú vị, lấy ví dụ là từ Việt Nam sang bên Mỹ. Bây giờ qua bên Mỹ đó, người Việt Nam mình có một cái nghề kiếm ra rất nhiều tiền, kiếm rất dễ dàng, đó là làm nail. Thì làm nail quả thật là không cần học nhiều, đôi khi chỉ nói một ít tiếng bồi hay là học một ít là có thể làm nail được rồi, mà làm rất là nhiều tiền hơn là những người đi làm. Nhưng mà nếu mà qua đây mà chỉ cắm đầu để làm mà không đi học, ra đây mà không chịu tìm hiểu văn hóa của nước Mỹ, qua đây mà chỉ tập trung vào tiền, đôi khi 30-40 năm trôi qua mình nhìn lại thấy rằng mình đã đến một cái vùng đất mà ở đó có rất nhiều thứ mà thật sự mình không biết nhiều. Mình chỉ quanh đi quẩn lại là đi làm kiếm tiền về, có tiền rồi mình sống như là một người Việt Nam ở đây, thì kể ra nó cũng ổn. Và có nhiều người nói chúng tôi rằng năm 75 qua đó cái nghề nail nó không có thịnh hành, nhưng mà những người mà đi vào trong trường học đó, là họ có cái căn bản về văn hóa Hoa Kỳ nhiều hơn. Đồng thời họ ra bên ngoài có khi họ làm kỹ sư, lương cũng không bằng nghề đi làm nail nữa, nhưng mà đại khái cái cuộc sống của họ nó có một cái cốt lõi, nó có cái chỗ đứng hơn là mình chỉ làm. Ở đây chúng tôi không nói cái nghề nail là nghề thấp, không phải vậy, nhưng mà nhiều khi mình thấy dễ dàng kiếm tiền quá, mình không chịu học cái ngôn ngữ, không chịu hấp thụ cái văn hóa, và chúng ta không chịu đi tìm cái hay cái đẹp. Và đừng nói chi cái chuyện mà mình chọn cái nghề, quý vị thấy không, là ở trong cuộc sống có khi chúng ta làm quần quật cả đời, rồi cuối cùng khi lớn tuổi mình có tiền, đồng ý tiền là quý đó, nhưng mà bây giờ sức khỏe cạn kiệt và bị đủ thứ bệnh hoạn hết. Và khi mà sức khỏe cạn kiệt rồi đó thì mình mới học được một bài học rất là cay đắng, là thật ra trong những thứ mình có không phải là sự giàu có danh vọng mà là sức khỏe. Khi sức khỏe mà không còn á thì tất cả những thứ khác đều là vô nghĩa. Nhưng mà chúng ta học bài học nó quá trễ, nó không phải là dễ lựa chọn đâu, không phải dễ lựa chọn. Và rồi chúng ta phải đối diện với một cái trường hợp khác, mà trường hợp này thưa quý vị nói lại là một cái vấn đề cân não mà đôi khi không dễ cho mỗi chúng ta làm một sự lựa chọn. Ở trong kinh Tề Túc đó, trong trường bộ đó, ngài Kumara Kassapa có kể về một câu chuyện là có một người đi vào trong rừng để đốn củi, và sau cả một ngày đi đốn củi, họ gom được một bó củi như thường lệ đó, đủ đem về nhà để sáng mai đem củi ra chợ bán để có tiền để mua sắm trong nhà đó. Thì trên đường mang bó củi trở về đó, thì lại gặp một ông lão. Ông lão này nói rằng, này cháu, bác biết cái đây không xa có một nơi có gỗ trồng hương, cháu hãy đi đến đó nhặt cái gỗ trồng hương về, thì cháu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, và cháu sẽ phải đỡ cực khổ về sau này. Thì cái người đốn củi đó, chúng ta gọi là người tiều phu cả tuổi đó, họ ông mới đến cái chỗ mà được chỉ thì quả thật có nhiều trồng hương. Và đúng bây giờ ông làm một sự lựa chọn là lấy gỗ trồng hương hay là thì phải bỏ bó củi. Nhưng mà ngồi đó thì hơi tiếc. Cái công mình từ sáng tới giờ mình đã đi tìm củi rồi chặt rồi lôm rồi vác lên. Bây giờ nếu mà mình bỏ cái bó củi này thì là hoài công. Thì thôi thà là mình ôm bó củi này về hơn là bỏ bó củi đó mà lấy gỗ trồng hương. Thì tôi dẫn Kumara Kassapa ngài dùng cái thí dụ này để nói với vua Vyasi là thật ra ở trong cuộc đời này tất cả chúng ta đều phải làm những sự lựa chọn. Mà sự khôn ngoan trong sự lựa chọn đó nó tùy thuộc vào cái giá trị nào mà chúng ta theo đuổi. Ví dụ như cái người đúng củi này đó, họ thấy rằng cái công của mình là quan trọng. Nhưng mà với một cái người mà có hiểu biết thật sự thì vấn đề nó không phải nằm ở cái công. Vấn đề đó là củi thì nó không đem lại cho mình cái lợi ích cao như trồng hương. Thì tại sao không chọn trồng hương mà cứ phải bám víu cái củi? Cũng như vua Vyasi đặt ra vấn đề là cả đời mình ai cũng biết mình là mang một cái tư kiến, không có đời sau, không có tái sanh hành vi thì ác không qua báo. Bây giờ mình
bỏ mình, chính thức bỏ đi cái tư kiến này, người ta sẽ cười mình, người ta thấy mình không có giữ vững lập trường. Nếu mà kỳ thật thì vấn đề không phải người ta cười hay người ta khen mình, không phải vấn đề là mình có giữ vững lập trường hay không, cái điều mà mình nghĩ có đúng hay không. Cũng như sanh ra giác của vậy, ông phải làm một quyết định. Quyết định ông rất là đơn giản là ông có dám nhìn vào một sự việc là cái ngôi vị giáo chủ cuối cùng đời mình có mang theo được hay không, cái hư danh đó nó có thật sự là cái cốt lõi của đời sống hay không, hay là rồi cuối cùng mình phải chọn cái giá trị gì chân thật. Thật ra thưa quý vị, mình nói là bỏ một cuộc đi lựa chọn trồng hương nghe nó dễ nhưng mà nhiều khi không dễ. Rất nhiều người trong chúng ta đã phải làm những quyết định khó khăn trong đời của mình, nhưng mà để làm những quyết định đó, đó chúng ta cần sự tỉnh táo, cần một cái hiểu nhận thức rõ ràng về đường dài, cái gì là cốt tủy. Và khi chúng ta đọc hai câu Phật ngôn trong Pháp Cú mà Hòa Thượng Tuệ Sư giảng hôm nay đó, thì nếu chúng ta nghĩ lại cho kỹ đó, thì hai câu này không dừng lại ở sự hiểu biết của chúng ta, mà hai câu này đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Bởi vì hầu như là mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, ở trong nhiều hoàn cảnh, tất cả chúng ta đều phải làm nhiều cái quyết định, nhiều sự lựa chọn. Và đã nói rằng lựa chọn thì nó không dễ dàng hết. Nếu nó dễ dàng thì đâu có vấn đề gì để nói phải không? Tất cả chúng ta đều lựa chọn là mình có nên bỏ tất cả đi vào trường thiền để hành thiền hay không? Mình có nên bỏ công việc này để chọn công việc kia, bỏ ngôi nhà này để chọn nhà kia, bỏ lối sống này để chọn thức sống kia, bỏ người bạn này để chọn người bạn kia, thậm chí bỏ cái thức ăn này, những thức ăn có độc có hại, ví dụ như mình quen ăn với bột ngọt, mình quen ăn mặn, bây giờ người ta khuyên mình ăn lạc một chút, ăn bớt dầu, bớt mỡ, mình có lựa chọn được không? Tất cả thì chúng ta hết. Cuối cùng rồi thì mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm và nhận lãnh cái hệ quả về sự lựa chọn của mình, không ai khác. Bởi vì trong cuộc sống này đó, là bởi vì chúng ta có quyền lựa chọn nên chúng ta phải có trách nhiệm, ai cũng vậy hết. Mình dám lựa chọn thì phải dám nhận trách nhiệm. Đừng nói rằng mình lựa chọn, thật ra ai chịu trách nhiệm cho mình thì chuyện đó không có. Và chúng ta nên nhắc với chính mình rằng không có sự lựa chọn nào dễ dàng. Quý vị, không biết là quý vị có thấy Dương Tôn Đức có vị giảng sư nào vào trong lớp học không? Tại vì chúng tôi đang ở ngoài đó, chúng tôi không có thấy được. Nếu có vị nào vào thì xin quý vị quan hệ cho biết, để chúng tôi thỉnh quý ngài tham dự phần sau của và dạ, vị nào ông nhà thượng tọa Tư Quyền. Thượng tọa Tư Quyền ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin kính thỉnh thượng tọa quan hệ trả lời cho một câu thảo luận. Dạ. Thế thì Tư Quyền, khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp đó, thì có pháp học và pháp hành. Rồi pháp học đó, thì chúng ta có kinh tạng, luật tạng, thắng pháp tạng, vân vân. Rồi pháp hành thì chúng ta có chỉ thiền quán. Rồi khi mà ngay cả thiền quán thì chúng ta cũng có pháp tu, chọn cái cách quân tu chánh niệm kiểu này, chọn cái quân tu chánh niệm kiểu kia. Thì đối với thực tập tự quyền đó, khi mà chúng ta làm những quyết định như vậy thì có những cái gì mà chúng ta nên suy nghĩ. Ví dụ như một người bạn có kinh nghiệm, ví dụ như kinh nghiệm bản thân, hoặc giả là chúng ta cứ nói trong người đời là hên xui. Chúng ta sẽ làm những quyết định bằng và dựa trên cái gì mà chúng ta cảm thấy là yên lòng. Giác sinh kính thỉnh thượng tọa Tư Quyền chia sẻ một vài kinh nghiệm về điểm này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giới Giới Thơ để chúng được kể rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, từ tổ minh hạnh đến từ đi đến từ đức, cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, quả thật thì cái con đường tu á, nó hết sức là quan trọng và hết sức là đặc biệt. Chúng ta không thể nào mà làm người tu, chúng ta chỉ nghĩ rằng thôi kệ, mình chỉ làm lành, đánh giữ,
Phật dạy 84.000 pháp môn, mình lựa một pháp môn nào đó để mà mình tu là tốt rồi, thì cái sự suy nghĩ đó chúng ta cần phải được chỉnh đốn lại. Hay là chúng ta đi cầu cái minh sư này, cầu đi cầu sư nọ để truyền trao cho chúng ta một cái gì đó, một cái pháp môn mà để mật hại cho ta và để truyền trao cho ta, thì tất cả cái đó là chỉ là một điều mà nó không có đúng trên cái tinh thần của lời Phật dạy. Trong 84.000 pháp môn thì nó có pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Thì chúng ta lựa những pháp môn thiện mà chúng ta thực hành. Đây là chúng ta lộ suy ra. Người mà nói rằng Phật dạy 84.000 pháp môn thì đó đó, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện, và có những pháp thiện, và có những pháp vô ký. Thì đây chúng ta lựa những pháp thiện. Trong những pháp thiện đó, là như là để mà ở một cấp độ nhẹ nhàng thì chúng ta làm lành lánh dữ thì nó chung chung. Rồi đến một cấp cái cao cấp hơn, tức là chúng ta tu tập, chúng ta thực nghiệm, thì có hai cái cơ sở, đó chính là thiền chỉ hay là chúng ta gọi là thiền định, để tu tập để chứng định, chứng đắc định và chúng ta thành tựu các tầng thiền. Và một cái pháp môn thứ hai nữa, đó chính là thiền tuệ hay là thiền quán tứ nghiệp xứ, thiền quán nghiệp xứ, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ. Nói một cách rộng hơn, tức là tu tập 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, thì đây mới là con đường đưa đến sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Ngoài ra 37 con đường này thì không có con đường khác, chúng ta nhớ như vậy. Rồi chúng ta không y cứ theo người để mà chúng ta tu tập, mà chúng ta y cứ theo Phật, y cứ theo dựa trên kinh điển mà chúng ta tu. Và kinh điển đó chính là những lời dạy của Phật. Những lời dạy của Phật phải dựa cho có một cái bài bản, có một cái pháp môn nó vững vàng. Chứ bây giờ thôi chúng ta cứ niệm Phật đi là tốt rồi, rồi chúng ta sẽ về cõi Phật, thì về cảnh thế giới Phật vân vân, thì tất cả đó là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ một cách bình thường. Cái sự tu tập này Đức Phật Ngài dạy chúng ta không phải là về cảnh giới nào cả. Cái sự tu tập thiền quán nghiệp xứ không về cảnh giới nào cả, mà chính là tu tập đó để chúng ta, trước nhất là chúng ta thấy được, hiểu được các pháp ở trong thế gian này nó vô thường, khổ não, vô ngã. Thấy được chẳng qua kiếp sống con người là một chuỗi dài của những hơi thở, của những cảm thọ, của những hơi thở ra, hơi thở vào, cái sự sanh, sự diệt của những hơi thở. Và vì hành giả phải biết tu tập mình, mình phải biết, mà người tu phải biết rằng mình tu như thế nào để mà cho nó, làm sao mà nó đỡ sanh khởi, nó không có sanh khởi. Tu như thế nào mà để ly dục, ly ác bất thiện pháp. Tu tập làm sao mà thiểu dục. Tu tập làm sao mà chúng ta, tâm của chúng ta không có đa tham, nó ly tham. Thì đấy là một cái giá trị tích cực. Mà đó là điều đúng đắn. Bởi vì nếu mà tu tập thiền chỉ thì để chứng đắc các tầng thiền thì là một chuyện tốt, nhưng điều mà nó không bằng ở chỗ để chúng ta tu tập để chúng ta chấm dứt cái sinh tử đau khổ. Thì cái điều này đòi hỏi nó hết sức là quan trọng. Cái quan trọng tức là cái gì? Là chúng ta tu tập để chúng ta hiểu biết được tất cả các pháp sanh lên, tất cả pháp nó hội tụ, chẳng qua do cái duyên, nó duyên tạo tác, duyên hội tụ, rồi cũng sẽ kết thúc, rồi cũng sẽ qua đi. Là một con người, nếu như hiểu biết, thì chúng ta phải biết có sự chọn lựa đúng đắn. Thì đó chính là cái sự chọn lựa pháp môn mình tu. Thì Đức Phật Ngài dạy chỉ là tu tập về tứ niệm xứ, hay tu tập về bát chánh đạo, hay tu tập giới định tuệ. Đây là những pháp môn nồng cốt, đây là những pháp môn mà đưa đến sự chấm dứt sanh tử, sầu bi khổ não. Nói một cách gần hơn, khi chúng ta an trú, khi chúng ta tu tập trong thiền định, thì tâm của chúng ta nó là tâm thiện. Nó không có phóng dật, mà phóng dật không có, thời sẽ không có những cái tham ái, thời sẽ không có những cái tâm khởi bất thiện.
thì ngay sau đó chúng ta được an lạc ở trong kiếp hiện tại. Chứ còn nếu như mà thường thì chúng sinh là không bao giờ biết rằng mình sẽ ra sao, mình cứ suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều nọ, nhưng tất cả rồi thì muốn tu cái gì tu, ở đời này nó đơn giản lắm. Cái đường tu của Phật thì nó không có cái chuyện gì. Bây giờ vô mình cứ làm lành lánh dữ, mình cứ niệm Phật, cứ tụng niệm như vậy, rồi chắc ta được. Hay là rồi có một người nào đó sẽ truyền trao cho ta, truyền tâm ấn, truyền cho chúng ta cái khai mở cho chúng ta những bí kíp ở trong cái thiền tông mà Phật đã chỉ dạy rồi nọ rồi. Ngày nay có một số người tự xưng, tự ngôn lên có những điều mà họ nói rằng là họ được mật khả, được trao cho cái khải thị đó để khai mở cho chúng sinh, vân vân. Thì những điều đó là những cái điều mà phi chân lý, phi lời Phật dạy, Phật không trao cho một ai hết. Chúng ta phải nhớ như vậy, Phật không trao cho một ai. Mà giáo pháp này là giáo pháp bá truyền, chứ không phải là bí truyền. Bởi vì những ai có cái tâm cầu học, cần học thì chúng ta phải có một cái sự tiến triển. Thì cái gì cũng vậy, nếu chúng ta tu tập thì chúng ta cũng phải biết cái yếu lý của tu tập, thì chúng ta gần những cái người đạo hữu, những người hữu trí, những người học trước, mà chúng ta được cái sự thọ trì một cách vững chắc. Hay là chúng ta đến để thọ trì, đến các vị giáo thọ, đến vị thiền sư một cách vững chắc, họ chỉ cho chúng ta tu tập. Chứ còn chúng ta đừng có nghe mà phải tu là phải ăn cơm bút canh, tu hành có bạn, rồi tu là phải có cái người chỉ cho ta, mà hãy cho ta như thế này thế nọ, chứ không phải là mà càng thùng rỗng thì kêu to. Còn cái lời Phật dạy tuy nó bình thường, tuy nó đơn giản, nhưng cái tâm của chúng ta không dễ dàng thực hành, cho nên chúng ta cần phải nắm vững cái yếu lý. Chứ còn người ta nói rằng đây là mật khải, đây là cái điều quan trọng mà họ được truyền trao, rồi nó không ai trao cho họ, thì chúng ta biết là họ không có thật, đó là phi chân lý. Rồi cũng phải nói là nay ta là coi như Phật tái thế, coi như là Thích Ca chân truyền truyền dạy, rồi ta bây giờ ta phải xuống trần gian này để mà giáo hóa, để mà dạy dỗ tiếp tục lại, hay là khải thị, hay là chúng ta biết là chúng thể hiện lại trong cuộc đời này, thì tất cả những điều đó nói như vậy là không có hợp với cái lý lẽ của kinh luật. Đức Phật ngài đã viên tịch và ngài đã nói rồi, những gì mà ngài đã giảng dạy, những cái yếu lý nào hay những con đường nào mà dẫn đến sự đoạn khổ diệt khổ, ngài đã chỉ đã hết. Chứ không có nắm giữ bất cứ một cái chuyện gì. Và trước giờ phút viên tịch cũng vậy, Đức Phật ngài hỏi các ngươi có thắc mắc một điều gì, để không rồi sau khi Như Lai viên tịch rồi có sự hối hận. Những gì cần nói Như Lai đã nói, những gì cần gửi cho cuộc đời Như Lai đã gửi tới, đã gửi đi hết tất cả, đã ban bố cho cuộc đời này những con đường trình bày cái sự khổ, nêu lên cái nguyên nhân sinh khổ đó, và đã thực hiện và thành tựu cái sự chấm dứt khổ và chỉ dẫn con đường để đến sự chấm dứt khổ. Những gì mà đạo lộ bất tử đó Như Lai đã nói hết. Thì chúng ta biết chính họ nói như vậy là chẳng những họ lừa dối chúng ta, hay là chúng ta tin theo một cái chủ thuyết mà nó không có dựa trên một cái bài bản, mà chỉ tu tập rồi cứ kêu sao làm vậy, thì cái điều này chúng ta kém trí vô cùng và chúng ta kém phước vô cùng. Cho nên vì vậy cái sự tu tập ở đây cần lắm lắm cho tất cả chúng ta phải hiểu được một cái điều quan trọng. Chỉ có một con đường chấm dứt khổ. Giáo pháp
giáo pháp pháp và luật này chỉ ra sự chấm dứt khổ, sự đoạn khổ, sự chấm dứt khổ chỉ là con đường của Bodhipakkhaya 37 phẩm trời đạo Bồ Đề, hay là gần nhất tóm lại đó chính là thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ. Đó là con đường để chấm dứt sinh tử mà Đức Thế Tôn ngài đã trình bày qua. Sở dĩ mà Sanjaya ngài Upatissa, tức là ngài Xá Lợi Phất Cần Mục Kiền Liên, khuyên thầy của mình hãy rời bỏ đi, mà vị ấy không rời bỏ được, bởi vì vị ấy chấp thủ trên cái tài danh tài lợi của mình, cho nên thật là khó lắm. Và cuối cùng ngài Xá Lợi Phất Cần Mục Kiền Liên mới đi tầm cầu cái sự giải thoát, để tầm cầu con đường chấm dứt khổ, hiểu được một cách căn bản sự khổ trong cuộc đời, và đi tầm cầu cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đó, chúng ta thấy các ngài là bậc đại trí như vậy, nhưng các ngài cũng vẫn đi trên con đường để tầm cầu chân lý, mà cũng bao nhiêu đó thôi. Tức là cái gì? Cuối cùng thì các ngài cũng phải cũng thực nghiệm qua trên cái lý của vô thường, khổ não, vô ngã, cái lý của sanh diệt, cái lý của thân thọ tâm và pháp quán này. Thì chúng ta biết đó cái sự cao thâm đối với Sanjaya nó không phải là một vấn đề đâu quý vị. Vì ấy cũng là một người rất là giỏi. Hay là Ulara Kalamak, mà thời lúc mà Thế Tử Siddhartha tầm đạo đi tu, thì các vị đó đương thời là các thiền chứng cao cả, phi tưởng phi tưởng xứ mà. Các thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Nhưng Bồ Tát vẫn từ bỏ, vẫn ra đi. Theo như chúng sinh bình thường, thì người ta tu tập đến chừng đó là người ta đã quá đủ. Nhưng ở đây, ngài đi tiếp tục như vậy. Thì ở đây, thì chúng ta cần lắm một cái con đường đi đúng, một người giúp mình đúng và để thực hiện đúng. Và kính bạch hòa thượng, đây chính là vài lời con suy nghĩ như vậy. Nếu có điều gì cần một lúc thì cứ dùng thịt hòa thượng, con thịt hòa thượng về trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, thú cái trình thì toàn cho tôi quyền với câu tôi vừa rồi. Thưa quý Phật tử, chúng ta ôn lại điều mà Hòa Thượng Từ Sư đã giảng ngày hôm nay của Đức Chư Tăng đó. Là trong bài kinh này, Đức Phật nhắc về cái cốt lõi. Mình cái gì là cốt lõi thì mình biết là cốt lõi. Mà cái gì không là cốt lõi thì mình biết là không phải là cốt lõi. Và trong cái cách nhận thức như vậy, cách tư duy như vậy đó, thì nếu mình tư duy đúng, suy nghĩ đúng, thì mình mới đạt được cái cốt lõi. Còn nếu mình suy tư sai thì mình không đạt được cái cốt lõi. Và chúng ta nên nhớ một điều là trong cả cuộc đời này, nếu không khéo, nếu không tự suy tư, thì cả cuộc đời chúng ta sẽ rơi vào trong trường hợp là thả mồi bắt bóng, hay là chúng ta chỉ là một người sống mà chạy theo cái hư ảo mà không tìm thấy giá trị thật. Nó sẽ là một điều rất là đáng buồn nếu người đời sống cả kiếp người mà không biết được cái giá trị gì mình nên thực sự theo đuổi. Nhưng mà nó sẽ là một điều đáng buồn hơn riêng với người tu tập. Mỗi chúng ta rồi sẽ phải đối diện với một câu hỏi chắc nịch, một câu hỏi mà chúng ta phải có câu trả lời. Trong cuộc tu này, cái gì là cái giá trị sự mà mình nên lựa chọn? Dạ, câu hỏi đó lớn lắm. Và mỗi lần chúng ta phải làm lựa chọn ở trong cuộc sống thì chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy. Cái gì cốt lõi biết là cốt lõi, cái gì không phải là cốt lõi biết là không phải cốt lõi. Mà ai mà tư duy như vậy, nhận thức như vậy thì người đã đạt được cốt lõi. Nhưng mà ngược lại, cái gì không phải là cốt lõi, cái gì mà nhận là cốt lõi, mà cái gì là cốt lõi thì nhận thì cho rằng không là cốt lõi, thì ai mà
tâm niệm một cách sai lạc như vậy thì người không bao giờ đạt được cốt lõi. Đơn giản là cách nhận thức và cách hiểu của chúng ta về giá trị cuộc sống sẽ dẫn chúng ta đi. Khi mà Đức Phật dùng chữ sa rác, cốt lõi, tinh túy, tinh hoa, những điều mà gọi là chánh chứ không phải là điều phụ, những điều mà thật sự lợi lạc chứ không phải chỉ là hoa lá cành để tu điểm bên ngoài, thì thưa quý vị, không đơn giản là chúng ta nghe theo người khác, anh A, B hay là thầy này thầy kia nói rằng cái này là cái tốt nhất, ai cũng có thể nói cái này tốt nhất hết, nhưng mà rồi cuối cùng chọn đúng thuốc cho đúng căn bệnh thì chừng đó phải là chuyện của mỗi chúng ta. Không ai làm chuyện của chúng ta hết, thì chúng ta nên tự nhắc như vậy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thứ vì chúng ta sẽ có lớp chăm sóc phổ thông và chúng tôi trở thành giảng sư của chương trình ngày mai. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích. Sadhu Lành Thai, con tu nữ Như Pháp, cùng đại chúng đông đông thành kính tri ơn Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Và con kính tri ơn đã trang cho con biết đức thích hiệu. Sadhu Lành Thai, con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, mưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm mầu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân quý ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu.